Đây là chiếc dàn ADV Propel bản 1D 2021 các anh chị nhé. Em Phú xin chào tất cả các anh chị ạ. Và hôm nay em sẽ review cái con xe này cho các anh chị xem đó. Tại vì em chỉ có được một tay quay thôi. Đấy, chỉ có được một tay để review cho nên là em không quay được nhiều một bạn khác quay được. Cho nên là bây giờ em sẽ review cho anh chị xem cái chiếc xe ADV Propel đang bên cạnh em nhé, anh chị nhé. Ok, let's go. Và đây là chiếc xe mà em chuẩn bị quay cho anh chị đây. Đây là một chiếc ADV Propel bản 1D2021. Và hiện tại cái giá mà trên thị trường đang bán, hãng chính hãng bán anh chị nhé, thì là 90 triệu 500 ngàn một xe. Tức là hiện tại cái thời điểm tháng đang đây là đầu tháng 3 2021 anh chị nhé, 90 triệu một xe anh chị nhé. Còn 90 triệu 500 một ngàn một xe thì bên Tâm Đức thì có ưu đãi hơn chút xíu. Đấy, thì hỗ trợ các anh chị cái là chỉ có 89 triệu 500 ngàn đồng thôi các anh chị ạ. Đấy, thì như thường lệ thì em mình sẽ review cho anh chị cái đầu xe, cái phần đầu xe phía trước anh chị ha. Thì con này em cũng sẽ làm một số cái. Đây này anh chị thấy cái chữ Made in Taiwan không? Em để đây nè. À, anh chị thấy chữ Made in Taiwan không anh chị? À, đây nhá, em bóc ra nhá. À, bản kỹ thuật bản ấy vừa mới đáp xong nên em mới quay trực tiếp cho anh chị xem luôn anh chị ạ. Bản này là bản Ultegra anh chị nhá. Sử dụng cặp thắng cặp này của Ultegra anh chị ạ. À, rồi tiếp tục ở đây là gì? Cái phần ghi đông của nó thì ghi đông của Giant rồi. Cá mập rồi, chữ Giant này, rất là dày các anh chị nhá. Ghi đông cực kỳ dày. Và ghi đông chém gió các anh chị nhá. Đây là cái bản tay đề của Ultegra này. Đấy, tay đề Ultegra. Và đây là cái có cái cuốn sổ của Giant. Thì cái này bạn ấy chưa em lấy ra luôn nè. Đây, đó là hoàn chỉnh chiếc xe nó như vậy. Và bây giờ em còn là cái phần khung sườn của nó này. Nhìn nè. Đấy. Như anh chị xem những cái mối hàn nó này. Mà mối hàn mà làm cái phần khung carbon nó dây nó giấu hết rồi anh chị, dây nó giấu hết rồi. Đấy. Con này cực kỳ ngầu. Giò dĩa của Ultegra anh chị nhá. Đây là con heo dầu của Shimano Ultegra R8010. Xin lỗi anh chị, R8020. Anh chị ạ. Cái vành này là vành của SL2. SLR2 các anh chị ạ, vành SLR2. Có cái bản vành SLR1 nó còn cao cấp hơn nữa. Anh chị ạ, cái màu nó đẹp hơn xíu. Con này thì gần 90 triệu thôi. Đấy, cam này, em đếm thử số cam cho anh chị xem nhé. Anh chị xem nghe cái tiếng nó nổ không? Nhìn đã lắm. Đây. Cam anh chị nhé, em lấy từ cái tâm này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cam. Đấy, em đoán phía trước bao nhiêu cam nhé. Em thấy cam phía trước nè. 1, em đoán 20 cam mà không biết có đúng hay là 24 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vậy thì cái đời 2021 này nó là phía trước 24 cam, phía sau 24 cam. Vành phía sau của nó thì là vành 8 phân rưỡi, gần 9 phân anh chị nhé. Còn trước thì 4 phân rưỡi. Và đây này anh chị xem cái mã vành của nó này. Này. Đấy, máy in Taiwan hết. Vành nó vành máy in Taiwan anh chị nhé. Đó, vành máy in Taiwan. Và đây là cái cặp con heo dầu của Ultegra cũng như là đĩa. Con này sản xuất tại Đài Loan anh chị nhé, máy in Taiwan hết. Rồi đây nè. Anh chị nhé, tiếp nè. Tiếp là cái phần này. Ultegra này. Đây là clip nè. Clip về em xem cái đăng lớn nhất này hiện tại là bao nhiêu nhé. 30 răng anh chị ạ, 30 răng. 30 răng anh chị nhé. À, anh chị thấy số 30 không? 30A. Đó, 11 tốc độ anh chị nhé. Và đây là cái giò dĩa của nó nè. Giò dĩa của nó là 5236 MT. Đấy, cùi đĩa của nó, cùi số cơ nè. Thì anh chị nào đó, anh chị nhé, con xe này size XS. Nó có size S đồ này nọ nữa. XS cho các anh dưới 1m67. Rồi, anh chị nhé. Đó. Thì nó chỉ có một đen này thôi anh chị ạ. Có một đen này thôi. Dây thì nó đi âm hết rồi. Đây là cái yên xe của nó. Anh chị xem tham khảo nhé. Tại vì em có một số video phía trước em làm. Video phía trước em làm cũng khá là kỹ rồi. Thì anh chị coi thử nha. Đây. Đó. Ok, xin
Chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này nha. Nhớ nếu mua xe đạp mà tin tưởng Tâm Đức thì hãy liên hệ với số hotline phía dưới các anh chị nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video phía sau ạ. Xin chào.